Quý vị khán giả thân mến, chỉ trong một vài tích tắc thôi thì hệ thống nhận diện thông minh mang tên là iFi này đã có thể là nhận ra tất cả các thông tin cá nhân của tôi, thậm chí là đo cả nhiệt độ thân nhiệt của tôi nữa, chỉ sau một lần huấn luyện trí tuệ nhân tạo duy nhất. Và trong một thành phố thông minh, nơi mà rất cần cái sự quản lý chặt chẽ, thì những cái hệ thống camera như thế này không chỉ giúp là điểm danh chấm công tại các trường học, tại các cơ sở việc làm, mà còn có thể là lưu trữ và gửi thông báo tới các thiết bị thông minh khác. Bên cạnh đó thì hệ thống thông minh như thế này cũng giúp chúng ta là nhận diện các hành vi bất thường như là té ngã, xô xát tại các địa điểm nhất định để phục vụ công tác quản lý. Một thành phố thông minh không chỉ hữu ích cho công tác quản lý mà còn đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho những cư dân sống trong thành phố thông minh đó. Ngôi nhà thông minh khi đó sẽ giao tiếp rất là tốt với chúng ta. Chúng ta có thể là mở cửa ra vào từ xa thông qua ứng dụng hoặc là giọng nói, và cùng với đó là chúng ta cũng có thể thay đổi hệ thống chiếu sáng, và hệ thống chiếu sáng này thậm chí còn có thể thay đổi nhiệt độ màu theo thời tiết. Thành phố thông minh Qatar đã đẩy mạnh sáng kiến lắp đặt 350 đèn đường năng lượng mặt trời thông minh ở thủ đô Doha. Bên cạnh đó là 1.500 camera thông minh nhận diện sinh trắc học. Việc này giúp đảm bảo an toàn, dập tắt bạo động, xô xát trước số lượng hàng triệu người tụ hội để theo dõi ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Cũng theo Liên Hợp Quốc dự đoán rằng 70% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố và khu đô thị vào năm 2050.